Chiều nay, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tại Ban Quản lý Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La đã diễn ra hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Quản lý Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Tại hội nghị đã công bố quyết định số 323 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, điều động đồng chí La Minh Khôi, trưởng ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Long đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của đồng chí La Minh Khôi trong thời gian qua và mong muốn ở cương vị công tác mới, đồng chí La Minh Khôi phát huy tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất theo quy định và các nội dung công việc do thường trực ban thường vụ tỉnh ủy giao phó